Mới đây, từ phản ánh của người dân và thông qua hoạt động trinh sát, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông đột nhập bắt quả tang cơ sở thu mua nông sản tại thôn 13, xã Đắk Gơ, huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông có hành vi trộn phế phẩm cà phê, bột đá xay, hóa chất hòa tan với bột than từ lõi pin để sản xuất ra một hỗn hợp nghi là để làm nguyên liệu chế biến đồ uống. Cơ sở thu mua nông sản này do bà Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh năm 1975, đứng tên đăng ký kinh doanh. Đáng chú ý hơn, từ đầu năm 2018 đến nay, cơ sở đã xuất xưởng ra thị trường hơn 3 tấn sản phẩm. Qua công tác nghiệp vụ, vào lúc 15 giờ ngày 15 tháng 4, lực lượng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Đắk Nông chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan, tiến hành bắt quả tang tại hộ kinh doanh thu mua chế biến cà phê Nguyễn Thị Kim Loan, trú ở thôn 13 xã Đắk Gơ, đang chế biến cà phê dùng bột đá và vỏ cà phê trộn với pin đập ra, qua đó sau đó là sấy phơi khô để mang đi tiêu thụ. Số lượng cơ quan Cảnh sát Môi trường thu giữ là khoảng 10 tấn đã chế thành phẩm và pin đèn đập ra khoảng 35 kg để dùng để tẩm ướp. Từ hiện tại, lực lượng Cảnh sát Môi trường đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi trên để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật. Cái này họ làm gọi là cầu thả và dã man quá. Bởi vì là khi mà trộn cái ruột pin của nó đấy vào trong cái cà phê thì sẽ làm cho cái hàm lượng mangan có ở trong cà phê đó nó tăng lên rất là cao, và khi người tiêu dùng nếu mà tiếp nhận cái lượng mangan vào trong cơ thể thì cái rủi ro rất lớn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có hàng chục tấn hỗn hợp thành phẩm đã được đóng thành bao tải, chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ. Cùng với đó là nhiều tấn nguyên liệu phụ gia để sản xuất ra hỗn hợp này như phụ phẩm cà phê, vỏ cà phê, hạt cà phê thải loại xay nát, bột đá xay, lõi than pin con ó, các can hóa chất và các loại máy móc phục vụ chế biến. Bước đầu, chủ cơ sở khai nhận trong thời gian qua đã thu mua các loại cà phê kém chất lượng từ các đại lý, sau đó trộn với đá xay, ngâm tẩm với bột than lấy từ lõi pin, các loại hóa chất để làm đẹp. Số phế phẩm cà phê sau khi được nhuộm đen bằng pin, được sấy khô, sau đó đóng thành bao tải rồi bán ra thị trường. Theo Ủy ban Nhân dân xã Đắk Gơ, cơ sở của bà Nguyễn Thị Thanh Loan được cấp giấy phép kinh doanh từ năm 2016 với ngành nghề thu mua nông sản. Tuy nhiên, cơ sở này không treo bảng biển nên rất khó quản lý. Sự việc xảy ra về cái trường hợp của bà Nguyễn Thị Thanh Loan thì qua cái biểu hiện, cái cảm nhận ban đầu ở bên ngoài thì cơ sở chỉ là một cái hộ bình thường, không có bất cứ một cái biển bảng gì liên quan đến cái hình thức là kinh doanh mua bán nông sản, và cũng không có mua bán bất cứ một cái hoạt động nào liên quan đến việc trao đổi mua bán hàng hóa về nông sản mà nhập ở đâu về. Cho sau khi mà phát hiện ra thì mới biết được là cái cơ sở này mới có giấy phép, còn trước giờ thì không có bất cứ một cái hành vi động nào liên quan đến kinh doanh mua bán nông sản ở địa bàn. Thì hiện nay chính quyền địa phương đã phối hợp cùng với cơ quan chức năng để làm rõ về cái hành vi là chế biến như vậy và xuất đi đâu thì đang được làm rõ. Phòng Cảnh sát Môi trường PC49 Công an tỉnh Đắk Nông vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm đếm, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở của bà Nguyễn Thị Thanh Loan. Pin con ó hay là pin con thỏ, các loại pin ấy gọi là pin khô, mà cái pin rất là thông dụng cho cái đời sống của người dân Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên là pin có nhiều loại, nhưng mà cái loại pin ấy, cái loại pin khô mà cái pin mà có ruột là cái dioxin mangan ấy, là cái thị phần của nó rất là lớn. Thế thì cái cấu tạo của cái pin ấy, tức là nó có một cái ruột bằng cái than chì, sau đó pin chung quanh cái than chì ấy nó bọc một cái lớp mangan dioxide mà chủ yếu là lấy từ cái quặng pyrolusite chất lượng cao. Bên chỉ có một chút từ bên trong là nó dùng cái dioxide mangan điện giải, cái này thì nó rất là hoạt động. Thế còn bên ngoài đấy là một cái lớp gel của cái amoni clorua với một số cái hoạt chất, và ngoài cùng là cái vỏ kém. Thế khi mà hai điện cực mà nó chập với nhau thì nó sinh ra dòng điện, thế nó tạo cái pin như chúng ta dùng.
Thế thì khi mà người ta dùng cái pin người ta thải ra thì cái lõi mà dioxin mangan ấy nó sẽ chắc là nó sẽ bị thấm một ít kẽm rồi một ít cái amoni clorua và một ít những các cái hoạt chất mà người ta đưa vào đó. Thế nhưng phần lớn của cái phần ruột ấy là cái mangan dioxin. Thì cái mangan dioxin này nó là một cái hóa chất mà nó có cái thế oxy hóa khử tương đối là cao. Thế cho nên là khi mà nó tiếp xúc với cái chất hữu cơ hay là tiếp xúc với đường là một chất khử đấy, thì nó sẽ bị khử về cái ion mangan 2 cộng. Và cái ion mangan 2 cộng này nếu như mà nó ở trong môi trường nước, nó sẽ tan vào trong nước. Và khi tan trong nước mà chúng ta uống vào đấy thì nó rất là dễ đi vào trong máu. Nó giống như là các cái ion khác như là canxi hoặc là sắt hoặc magie cái gì nó đi vào trong cơ thể của mình. Đấy. Thế cho nên nhưng mà cái việc người ta trộn cái ruột pin người ta nghiền ra với lại cà phê hoặc là với bột hoặc là với hạt cà phê sau đó thì người ta đưa cho người tiêu dùng đấy, thì cái rủi ro về cái chuyện mà nồng độ mangan cao trong cái nước người ta uống cái cà phê, cái dung dịch cà phê người ta uống đó nó sẽ rất là cao. Còn thì cụ thể cao là bao nhiêu, mức độ nó rủi ro hay là đe dọa sức khỏe như thế nào, thì theo tôi là ta phải phân tích xem là cái mức độ cái mangan 2 cộng, mangan ion mangan 2 cộng ấy nó thôi ra từ cái dioxin mangan trong cà phê và trong cái lúc ta pha với đường thì nó có cái hàm lượng là bao nhiêu. Thì lúc bây giờ ta sẽ biết được xem là nó cái mức độ rủi ro nó cao đến như thế nào. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng hiện người ta sử dụng nhiều cách để cà phê ra màu đen như bắp rang cháy, caramel. Việc dùng lõi pin nhuộm cà phê rất hiếm gặp, có thể vì lợi nhuận. Theo thạc sĩ Phú, trong quá trình tạo ra một viên pin khô như loại pin con ó, nhà sản xuất phải sử dụng hợp chất mangan dioxide. Màu nâu đen bao quanh lõi than trì vốn có tính dẫn điện để làm chất điện ly giải phóng nguồn điện cho lõi pin. Việc nấu lõi pin ít nhiều sẽ làm cho lượng mangan dioxide đi vào cơ thể người sử dụng, tác động xấu đến hệ thần kinh. Để kiểm nghiệm hàm lượng mangan dioxide gây độc hại ở mức độ nào đối với sức khỏe người sử dụng thì cần phải kiểm nghiệm mẫu cà phê. Theo quy định của các nước trên thế giới, nhà máy sản xuất pin phải có trách nhiệm thu hồi và xử lý pin do chứa một số kim loại nặng như mangan có thể theo nguồn nước phát tác vào tự nhiên gây ô nhiễm môi trường, theo nguồn nước đi vào cơ thể con người. Mangan nó đưa vào trong cơ thể đấy thì nó theo rất nhiều nghiên cứu mà gần đây nhất tức là người ta nghiên cứu về cái mangan nó có hai cái lý. Cái lý do thứ nhất tức là nó có một cái gì đó nó liên quan đến cái bệnh Parkinson, và cái thứ hai nữa là nó có cái gì đó nó có thể là liên quan đến cái chuyện biến đổi gen trong cơ thể. Đấy là do cái ion mangan 2 cộng ấy thì nó rất dễ là oxy hóa lên thành dioxide mangan. Và từ dioxide mangan ấy rất dễ khử về mangan 2 cộng. Cho nên khi mà vào trong cơ thể người ta sợ rằng nếu như mà cái ion mangan 2 cộng đi vào trong các tế bào mà nó có cái tác động của cái quá trình đốt cháy năng lượng của cái ATP và ADP trong cái màng tế bào và vào trong cái cung cấp năng lượng cho tế bào đấy thì có thể nó làm cho biến đổi gen. Cho nên người ta cũng rất là lo rằng là cái mangan có khả năng nó gây biến đổi gen và gây ung thư. Cho nên là trong 10 năm gần đây thì cái khối lượng các cái công trình nghiên cứu về cái mangan rất là cao. Thế và tổng kết về cái kết quả nghiên cứu của các cái tác giả trên thế giới cũng như Việt Nam về cái tác hại của cái mangan thì nó có mấy cái điểm đáng chú ý như thế này. Cái thứ nhất tức là cái mangan ấy khi vào trong cơ thể thì nó có khả năng là tác động đến cái hệ thống thần kinh trung ương, và cái tác động này nó phụ thuộc vào cái liều lượng mangan nhận vào cao hơn cái mức độ cho phép là bao nhiêu. Mặc dầu là mangan nó là một trong những cái nguyên tố mà thiết yếu cho cơ thể, nhưng mà nếu nó vượt cái ngưỡng cho phép đấy thì cái khả năng mà gây ngộ độc của nó rất là cao. Ví dụ như là đối với hệ thần kinh thì cái nhiễm độc nhẹ thì nó có thể gây ra những cái triệu chứng ví dụ như là người ta cảm thấy đau đầu, thế rồi thì mất ngủ, buồn ngủ nhưng không ngủ được, gọi là cái cảm mất ngủ. Và nặng hơn chút nữa thì nó có thể gây ra cái chuyện như là mất trí nhớ, thế là mất cái điều khiển các cái hành vi. Ví dụ như là chân tay thế này thì nó người ta không điều khiển được, đi lại thì nó loạn choạng. Và cao hơn nữa đấy thì nó có thể là mắc cái bệnh gọi là run rẩy chân tay, nó giống như cái bệnh Parkinson. Đấy, thế thì giữa cái Parkinson và cái ngộ độc mangan nó có những cái triệu chứng rất là giống nhau.
Thế nhưng mà có cái điều tức là cái sự liên quan giữa cái mangan với lại cái bệnh Parkinson thì nó chưa có một cái ta gọi là cái dẫn chứng nào mà nó thuyết phục. Nhưng mà cái biểu hiện lâm sàng của bệnh thì rất giống nhau. Cũng theo các chuyên gia về an toàn thực phẩm, mangan là một trong những nguyên tố vi lượng cơ bản của sự sống, giữ nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể như tác động đến sự hô hấp tế bào, sự phát triển xương, chuyển hóa glucid và hoạt động của não. Mặc dù không gây ra các tác động trực tiếp đến sức khỏe của con người, nhưng nếu tiếp xúc, ăn uống, sử dụng nguồn nước có nhiễm mangan trong thời gian dài cũng để lại những hậu quả xấu, đặc biệt là đối với hệ thần kinh. Mangan có mặt trong nước ở dạng ion hòa tan. Nếu ở hàm lượng nhỏ, dưới 0,1mg trên lít, thì mangan có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu hàm lượng mangan cao, từ 1 đến 5mg trên lít, sẽ gây ra không ít ảnh hưởng đến một số cơ quan nội tạng của cơ thể. Ngoài ra, người thường xuyên tiếp xúc với mangan dễ gặp các triệu chứng về thần kinh. Ban đầu thường là nhức đầu, suy nhược, ngủ kém, rối loạn thăng bằng, dáng đi vụng về, ngượng ngập. Ở giai đoạn bệnh phát triển, sẽ có những triệu chứng giống hội chứng Parkinson. Run tay nhẹ, còn làm được việc, nhưng sau đó run nặng, bệnh nặng thêm, không lao động và tự phục vụ được. Nhiễm độc mangan có thể gặp ở nhiều thể. Thể phổ biến nhất là thể thần kinh. Ngoài ra, còn gặp các rối loạn nội tiết, huyết học, tiêu hóa, các tổn thương gan, thận, phổi, mũi họng. Cái mangan ấy thì nó hấp thụ vào trong cơ thể người, thế nó phụ thuộc vào lứa tuổi, phụ thuộc vào giới tính. Nên ví dụ như là phụ nữ thì hấp thụ nhiều hơn là nam giới, trẻ em thì hấp thụ nhiều hơn là người lớn, đặc biệt là thai nhi thì thai nhi hấp thụ rất là lớn. Thế cho nên là khi mà bị ngộ độc mangan đối với lại người phụ nữ ấy, thì cái thai nhi mà bị nhiễm độc mangan thì nó thường hay xảy ra các cái trường hợp tức là khó sinh con. Cái thứ hai nữa là sinh con ra thì nhẹ cân và nó dẫn tới là tích lũy cái mangan ở trong gan và từ đó thì nó có thể là nâng cái nồng độ mangan ở trong hệ thần kinh. Và đây cũng chính là một cái hiện tượng mà nó gây lên các cái triệu chứng của bệnh thần kinh, ví dụ như là run chân tay hoặc là Parkinson. Đấy là do cái chuyện như vậy. Và một trong những nghiên cứu người ta thấy còn có một cái ảnh hưởng nữa, tức là khi mangan, nồng độ mangan ở trong cơ thể mà cao ấy, thì nó ảnh hưởng đến cái nồng độ của sắt, tức là nó có thể là thay thế sắt, và khi nó thay thế sắt như vậy thì cái sắt dư ấy nó sẽ tồn tại và nó lại bám lên trên cái bề mặt của những tế bào thần kinh. Người ta nghiên cứu trên chuột hoặc là trên khỉ thì người ta thấy là trên tế bào thần kinh như vậy thì nó cái hàm lượng của sắt nó bám trên rất là cao, và có lẽ người ta đánh dấu hỏi là có phải chăng là do cái chuyện đó mà nó gây những cái ảnh hưởng về cái ngộ độc mangan hay không. Còn điểm cuối cùng ấy, cái về ngộ độc mangan thì nó có một cái rất đặc biệt ở cái chỗ là, tức là người ta gọi là cái này là nó không thuận nghịch, có nghĩa là khi đã bị ngộ độc rồi mà cái bệnh nó tiến triển thì nó cứ tiến triển chứ nó lại không hồi phục, mặc dầu là khi ta đã loại cái mangan đấy dưới ngưỡng cho phép rồi, nhưng mà cái bệnh mà nó sinh ra đấy thì rất khó hồi phục.